Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mẹ Peo. Ngày hôm nay mình tìm được cái map Bắc Quân Lửa bạn ạ. Bắc Quân Lửa nghe cũng tò mò phết, không biết chơi như nào đây. Của Husky này, ở dạo này tôi chơi nhiều map của thanh niên Husky này nhở. Nhìn cũng tò mò, xung quanh có đá nguyền rủa xong lửa cháy tùm lum bạn ạ. Không biết có lag không ta, để xem như nào bạn ạ. Map này không biết có rộng không nhở. Ủa sao map này, ồ map này hơi bé nhở. Đang không xài xin tim bạn ơi. Map này chắc mở phòng tầm 6 người, rồi bạn ạ, chứ 10 người hơi căng. Nhiều khi mắt này mở 3-4 người đủ bạn ơi. Thôi kệ đi, mở 6 người bạn nhá. Rồi thì ngày hôm nay trải nghiệm thử xem mắt Bắc Quân Lửa Husky này, xem mình chơi như nào bạn ạ. Nhìn trông có vẻ chiến đấu rất tiêm với anh em. Ủa, tôi không ăn gà mà sao lại anh người ta. Ok bạn ơi, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhích chân kiếm một mẹ bạn nhá. Rồi, để mình reset bạn ạ. Rồi, ok bạn ơi, rồi chứ tôi không ăn gà đâu. Lạ nha, các bạn, tôi không ăn gà mà tự nhiên hiện gà bạn ạ. Rồi, nhảy thôi. Giờ bắt chung kia. Alo. Nhớ cái bơi, map Bắc Quân Lửa này, chơi thử bạn ơi. Lửa cháy ác cơ bạn ơi, nhìn lửa cháy kìa. Úi giời ơi, rồi xong đừng chen lên số đẩy. Rồi xong luôn. Map bị lỗi hồi sinh rồi nè. Ơi, từ map bị lỗi hồi sinh rồi. À. Giờ sao? À mày có hết này, mày quá. Nãy bị lỗi hồi sinh bạn ạ. Hết hồn bạn ơi. Không, cái điểm hồi sinh bị sao á, để sát bên cái, để sát cái vách đá quá, nó bị hồi sinh lệch các bạn ạ. Kiểu vậy á. Ok. Bắc Quân Lửa. Ôi, cái này đá ánh dương à, đúng không? Với cả bởi khung cổng lòng đất này mà bây giờ không chế tạo được cái khung cổng lòng đất bạn ạ. Ơ mà sao lửa gì mà được mỗi tí lửa vậy? Được mỗi tí lửa level đầu mới level sau cháy lửa đâu bạn ạ. Ơ, hồi sinh ở đây nhở? Ơ, hình như bây giờ cái điểm hồi sinh bị lệch bạn ạ. Hình như bây giờ game cái điểm hồi sinh bị lệch 2 ô bạn ơi. Tức là cái bạn lưu hồi sinh ở đây không? Thì nó sẽ hồi sinh lùi về 2 ô bạn ạ. Ôi dồi ôi, căm đứng nha. Ôi, chuẩn rồi. Là do cái điểm hồi sinh bị lệch 2 ô. Bây giờ các bạn thích kế điểm hồi sinh là phải chỉnh sửa lại thử nè. Chuẩn luôn rồi, xong rồi sao rồi? Yeah. À, không phải đâu, anh hiểu rồi. Nếu như dùng quyển dịch chuyển thì sẽ bị lỗi hồi sinh 2 ô. Còn nếu mà chết thì mình sẽ không bị lỗi hồi sinh. À, anh vừa test thử này. Thì ra là thế, bất ảo ma nhở. Nếu mà chết hồi sinh lại thì lại không bị lỗi. Còn xài quyển dịch chuyển thì nó lại bị lỗi. Ảo ma thật đấy. Game. Với cả chưa kể là cái số map á, nghe nói hôm qua các bạn có coi cái video mèo béo chơi parkour số map không? Nói chủ map kêu là bản trước thì số map vẫn bình thường, nhưng mà bản này thì súng móc bị chậm đi vài ô hay bị ngắn đi vài ô, không biết đấy bạn, mình cũng chả biết nữa. Mình test thử. Ôi lại bạn ấy à, dưới lại vào đất bạn ạ. Mình cũng chả biết có chuẩn không bạn ạ. Ồ, bản trước thì như nào không rõ nữa. Hết rồi hay là hết gì? Hết rồi là chấm hết rồi à, như nào hay là hết rồi là hết gì? Ủa bắt rồi à, ủa thật kìa. Ôi mắt mới anh em ơi, mắt mới vãi trưởng, chơi tiệm hết mắt rồi. Ôi rồi. Quả map nếu mà không tính thời gian chào từ chắc chơi 1 phút, chắc chơi được hơn 1 phút hết map rồi nè. À ba thật đấy bạn ạ, không sao, tôi đã chuẩn bị đến tình huống này. Chúng ta bắt frustration FL. Mình cũng chả biết map có gì bạn ạ. Map này cũng không phải là quá to cho mở phòng 6 người bạn ơi. 6 người thôi. Ai rô thì rô mà chậm tay cũng rô. Mình bắt đầu trước luôn nhá. Đấy, thì lửa xin trước đây. Ô, bác này không có đồ đàn bánh mì các thứ gì à? Ảo ma vậy ta. Ơ, ôi. Ơ. Ôi. Ok bạn ơi, rồi. Gì vậy? Ơ, anh nản được. À, hiểu rồi, nhảy sang hai bên. Okay, bây giờ thôi, ông kia khôn mẹ bị đứng trước mặt hết rồi bạn ạ. Nhảy đi bạn ơi, nhảy đi. Rồi xong luôn, mắt này mở đông người là hơi căng ấy, không sao cứ nhảy đi. Nhảy đi. Ok. Đâu? Chưa lưu hồi sinh nữa chứ. Do là chưa lưu hồi sinh đấy. Bát này cho ít lưu hồi sinh chứ không phải là nhảy đâu đây đó. Nhảy đến tận đây mới lưu hồi sinh này. Đó. Ồ, mắt này không có thể chuyển nào. Phải hồi sinh mặc định ạ. Nhưng kệ đi. Ôi, chặn tạm hình kìa. Cái mình nhờ.
Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Cầm bên ơi, ôi. Vòng qua. Trời ơi, nhảy qua hai bốc lên. Trời là hình rồi, vòng qua. Trời ơi, đúng rồi. Ôi, tí gì xuân bình ạ, sợ thế. Gì? What, gì vậy? Ăn sao cái chất bịp không? Bờ, sao vậy? Ôi, mày căng vào thế. Ôi, bờ rồi. Bắt nhảy lại từ đầu bạn ạ. Em mua súng móc sao lại không cho dùng là sao nhỉ? Anh cũng không biết. Anh không mua súng móc cho nên không biết. À, mắt này cấm à. Bắp này cấm sử dụng vật phẩm à? À, để em mới thử nào. Ủa, mình sao vậy á? What à? What? Ủa? Đây là chơi hai bắp mà mỗi bắp chơi được 1-2 phút là xong. Bác trưởng. Ôi, thế mà các bạn cũng gửi mình. Đấy không? Trời ơi, ảo ma thật đấy mà. Ô, làm bắp nữa em nào. À, hai bắp này hơi kỳ nha. Nhảy cầm lên nào. À đây, có bắp màu sắp nhảy không? Không phải. Bắp này không phải bắp cua mà là ảo ma thật đấy mà đây. Ok, tôi sẽ tìm thêm một bắp nữa ở trên nhóm gia tộc mèo peo không peo bạn ạ. À ma thật đấy nhở. Ồ, các bạn gửi map gì mỗi map chơi là 1-2 phút cũng gửi là sao ta? Lạ ta. Mình cũng không hiểu lắm ạ. Ồ, cái bên đây rồi. Để tôi tìm thêm vài map nữa nào. À đây. Có một cái map có tên là map bắc cua một máu. Thôi. Một máu ở chơi nó hơi loạn. Mình sẽ chơi bắc hay nhỉ? Đây, map planet bắc cua. À đây. Bạn Đặng Thị Thúy. Đấy, bạn Đặng Thị Thúy gửi. Uầy, map đang ở trên tuyển chọn này. À, chà. Ôi ta, map Planet Bắc Cua đâu nhở? Đây. Đây, Planet Bắc Cua 2, ôi tuyển chọn này. Bắc Cua vũ trụ sao mà nhìn quen nhỉ? Như kiểu mình chơi rồi ta. Map từ năm ngoái bạn ạ, map từ năm ngoái, mùng 8 tháng 6 năm ngoái. Ok, mình lại mở phòng nữa kìa. Mở phòng 10 người đây, đó. Để coi xem mình như thế nào bạn ạ. Đã hiểu. Ơ bơ tưởng bắt đầu đi. Ơ ủa là sao ủa anh em ơi, bị lỗi hồi sinh rồi. Là sao ta? Không kịp vào cửa hàng mua đồ. Ôi, từ nè. Mình phải thật là nhanh tay vào cửa hàng mua đồ này. Ok, bạn ơi, mua kia, ok. Đã mua thành công rồi. Vào cửa hàng nhận này. Ok, bạn ơi, rồi ơi. Ôi, mày ơi, mày quá. Anh còn đang không đi rồi này, anh bị lỗi sinh này. Trời ơi. Ê, rồi xong là xung quanh còn lava nữa. Thế là không muốn chơi đúng không? Bắp này là không muốn cho mèo peo chơi thì nói luôn đi. Ôi, rồi bắp gì đây? Mấy trường à. Ôi, mày tôi là ai? Đây ở đâu? Cái gì đây? Ủa, có cái gì để mình mạo? Ủa? Ủa? Có cái gì nó đẩy mình, nó khiến cho mình không đi rồi này? Ủa? Có đẩy không? Là sao? Không đi được bà. Không đi được mẹ. Là sao? Cái bác là kiểu gì bà? Là như nào? Mình không đi được. À, không đi được bà ơi. Không đi được. Có cái gì đẩy mình lên á, đẩy mình lại này. Ô mà tuyển chọn mà. Mà điều được này, điều được này. Ờ, chắc hiểu lắm bạn ạ. Ờ, không hiểu lắm. Tôi không biết tôi điều nào đây. Vừa điều nào đi bên này, bên này. À, mũi tên đi bên này à. À, bên này bạn ạ, bên này. Ô
Ô, từ từ, có cái gì để mình nghĩ coi nhỉ? Thế nên mình không làm gì nhưng mà có cái gì để mình cầm báo à? Sao bắt cua có báo được? Không phải, sao không phải đâu. Nè, ô, lập cái này nó thành gì này? Ơ, tại sao các tinh thể lưu hình lại không bay lên? Ảo ba tê bờ bờ lên. Ơ, gì này? Em tôi không làm gì cả nhá, mình này. Tôi không làm gì cả, nó tự đẩy mình đi đấy. Nó lại lại được. Không chả biết rồi đây. Ok, ngày hôm nay gặp chúng ba cái map độc lạ Bình Dương các bạn ơi, lạ quá nhở. Cũng chả biết nữa bạn ạ. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc thôi đó. Tự nhiên chúng phải ba cái map độc lạ Bình Dương quá bạn ạ. Ô, map thì ngắn, map thì không chơi kích chơi kiểu gì. Map thì chơi 1 phút xong luôn. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái gì muốn mẹ phải làm luôn nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.